Em xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em xin giới thiệu đến các bác một bộ dàn mini. Vâng, bộ này thì bọn là bộ Onkyo, có mã là FR UL7. Đấy. Với bộ này thì các bác sẽ có cấu hình ở gột một UL7 và một con X7. Đấy. Với cách phối này thì các bác sẽ có một cái chất bát nó sẽ ấm này. Bát ấm, sâu, chắc và tép rất sáng. Đó, thì khi bát tép mà nó quặn với nhau nó đánh thì tiếng nó rất là mịn và nghe nó rất là sâu, nghe sướng lắm. Về hình thức thì mời các bác nhìn qua nhá. Đấy. Hàng bãi thì nói chung là về được tới tầm như thế này là quá là tuyệt vời rồi các bác nhá. Đấy. Về bản thân máy thì có thể kết nối được điện thoại này, máy tính, điện thoại, TV. Kết nối Smart TV thì thông qua cổng quang này. Điện thoại máy tính thì thông qua cổng 3.5, đầu con này là AV. Đấy. Còn cầu loa thì các bác phối đây cho em được. Công suất của loa là 70W một loa, trở kháng từ trước là 6 ohm các bác nhé. Loa được trang bị ở đây là bát 13 các bác nhé. Đó, loa được trang bị ở đây là bát 13. Màng của nó là màng giấy các nhá, dòng vân cao su, tiếng rất giòn, tép thép đom rồi. Về kích thước của loa thì là cao 27 các bác nhá, cao 27 này, rộng 15.5, sâu, chiều sâu rồi, từ đây nó là khoảng 23.5. Về giá thì bộ này giá của nó là giá của nó để bác bộ này là 2.1 triệu nhá. Đấy, 2.1 triệu. Đó, thì bác làm chốt bộ này thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhé. Sau đây em lên bản nhạc mời các bác nghe thử luôn. Kết nối với cả Smart TV thì cắm chắc đường quang vào nhá. Đây là cái đường quang này. Thì TV nhà bác nào mà là Smart TV thì nó sẽ có cổng quang như vậy. Đấy, thì mình sẽ một đầu cắm vào đây. Đó, đầu con này thì mình sẽ cắm vào TV giúp em nhá. Và sau khi kết nối xong thì mình chuyển cho em này. Chuyển cho em về chế độ của nó là digital nhá. Đấy, và các bác mở TV lên. Mở TV lên nhá. Khi nào mà TV có tín hiệu thì đèn nó sẽ nháy. Và lúc này là nó sẽ có nhạc. Đấy. Ok chưa? Đó, thì lúc này là các bác đã kết nối xong với cả TV. Đây. TV trên digital nhá. Những
chiều thu ấy tôi còn nhớ. Đó, rất là xịn quá nhá. Giá con này thì em báo rồi nhá, là 2,1 triệu. Đấy, thì mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em qua số là 0966 594 581 hoặc số 0797 9891 682 nhá. Giá này là chưa bao gồm CD MD nhá. Còn bác nào mà thích cần thì thêm cho em là 200 này, em sẽ hỗ trợ thêm một phần CD nhá. Đấy, con này thì em bán 2,1 triệu là giá không CD không MD, được chưa ạ? Vâng, xin chào các bác.